Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token Bitcap token BSC từ dự án Bitcat và Baby nhé. Thì điều kiện là mọi người cần phải có một cái ví Bitcap Wallet nhé. Thì link tải Bitcap Wallet ở dưới phần mô tả, mình sẽ để phần mô tả cho mọi người nhé. Ok mọi người, sau khi mọi người cài đặt cái ví Bitcap Wallet rồi thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người vào trực tiếp link sự kiện đây nhé. Đầu tiên mọi người sẽ vào ở đây, mọi người sẽ follow cho mình này, follow kênh Bitcap Wallet này. Thứ hai là mọi người thả tim cho mình này, mọi người thả tim nhá. Thứ ba là mọi người retweet lại bài đăng này, tí nữa được. Bây giờ comment nhá, mọi người sẽ comment cho mình follow và NBB. Mọi người cần phải follow kênh này nhá, đa công này, Baby Bitcap là có rồi. Rồi bây giờ mọi người follow retweet comment tăng 3 người bạn. Ok, đầu tiên là mọi người sẽ follow trước này, retweet này, comment tăng 3 người bạn cho mình. Rồi, sau đấy là gắn headset vào Bitcap. Bitcap này. OS. Để mình xem lại nào. Mọi người comment cái hai từ này nhá. Đây. Bitcap và Baby Swap. Ok. Rồi, bây giờ mọi người sẽ gắn headset vào Bitcap đúng không? Bitcap này rồi. Tiếp theo đây là Baby Swap. Rồi. Ok, sau đấy mọi copy lại cho mình, không thì mọi người bấm trả lời luôn. Rồi. Retweet. Retweet the biscuit baby. Tiếp tục. Tiếp tục mọi người retweet lại cho mình nhá. Retweet thôi, chỉ cần tweet lại thôi. Ok, như vậy xong. Bây giờ mọi người sẽ quay vào join vào kênh Telegram này. Mở Telegram lên. Ok, ở đây bấm tham gia cho mình. Rồi. Ở đây nó có cái form này. Kéo lên trên mọi người lấy cái form này cho mình nhá. Ở đây mọi người sẽ bấm vào cái form này cho mình. Cái form này thì mọi người sẽ có giao diện như thế này nhá. Ở đây. Ở đây nó sẽ ra diện cái form như thế này. Thì mọi người sẽ điền thông tin cho mình nhá. Đầu tiên là username tài khoản Twitter này. Mọi người điền vào cho mình. Rồi. Tiếp theo là username tài khoản Telegram. Rồi. Tiếp đến là địa chỉ email. Ok. Bước cuối cùng là mọi người sẽ điền địa chỉ ví Bitcap BSC, thì mọi người sẽ vào ví Bitcap cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ vào ví Bitcap này. Mọi người lấy địa chỉ ví BSC cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ lấy địa chỉ ví Binance này, Smart Chain ở trên ví Bitcap này. Mọi bấm chữ sao chép cho mình đây. Ok. Sau đó gửi vào đây. Rồi, tiếp tục đây mà nhập mã captcha cho mình nhé. Sau khi nhập mã captcha xong mọi bấm chữ gửi cho mình.
Ok, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người dự án Bitcap và Paperswap, một dự án trên Bitcap nhé. Nếu như các bạn quan tâm thì hãy cùng nhau làm cái dự án này nhé. Mình sẽ để link tất cả link phần mô tả cho mọi người cùng làm. Rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người như video tiếp theo.